Chào các bạn, mỹ thuật lớp 2, giáo viên thực hiện, cô Huỳnh Thị Kim Cương. Mời các bạn, chúng ta học bài hôm nay là bài 24, vẽ tranh, đề tài con vật. Bước đầu tiên, cô mời các bạn nhìn, cô có 5 bức tranh. Các bạn sẽ tiến hành quan sát, nhận xét. Trả lời câu hỏi: tranh nào vẽ về đề tài con vật? Câu trả lời: tranh số 1 và tranh số 4. Tiếp tục, cô mời các bạn quan sát và nhận xét từng tranh ha. Tranh số 1. Các bạn quan sát thì thấy tranh vẽ nội dung thỏ con đang dạo chơi trong vườn. Tranh có con thỏ, có cây xanh, có hoa lá, mây trời. Hình ảnh chính là thỏ con, hình ảnh phụ là cảnh vật xung quanh. Tranh vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt, tỏ rõ mảng hình chính. Chúng ta tiếp tục xem một bức tranh khác. Chúng ta thấy tranh vẽ nội dung gà gáy. Trong tranh có gà trống nè, gà con nè, ông mặt trời, mây. Hình ảnh chính là gà bố, gà trống ha, đang có tiếng gáy. Hình ảnh phụ là gà con và cảnh vật xung quanh. Tranh thì vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt, rõ rõ hình ảnh chính. Rồi các bạn xem tranh xong, các bạn thử tiếp tục trả lời cho cô. Hãy nêu một số nội dung khác về tranh đề tài con vật bạn biết. Cô mời các bạn tiếp tục xem tranh ha. Khi chúng ta xem tranh là lúc chúng ta cũng đang quan sát, nhận xét và về màu sắc, về hình dáng, về nội dung, về bố cục. Cho nên các bạn hãy chú ý quan sát. Bức tranh này cô vẽ đề tài con voi, chỉ một con voi mà thôi, nên đang muốn nhớ. Bức tranh thứ hai vẽ đề tài về tổ bằng những nét vẽ đơn giản, vẽ hai chú chim ha đang bay về tổ. Bức tranh kế tiếp đề tài đàn ngựa. Chúng ta thấy ở xa xa có những ngọn núi, con ngựa thì đang đi ăn cỏ, có hoa. Rồi bầu trời thì xanh xanh, vàng rực, ánh nắng. Vậy, tiếp tục. Đề tài dưới đáy đại dương. Chúng ta thấy cá nó ở dưới nước, dưới biển, ngoài ra còn có những sinh vật khác như là sao biển, là san hô, là rong rêu, rất là sinh động, rất là vui. Wow, một bức tranh đề tài nông trại của em. Ở đây chúng ta thấy chúng ta có thể vẽ được tất cả những con vật, chúng ta có rất nhiều những con vật như con bò, con heo, con gà, con vịt, vân vân, chim, bướm, hoa, bầu trời. Và xa xa còn có một hàng rào nữa. Như vậy khi xem trong các bạn thấy, chúng ta có thể vẽ một con vật, hai con vật, nhiều con vật, thậm chí là cả một khu rừng hay một nông trại đều được. Quan sát, các bạn có phần kết luận như sau. Đề tài vẽ tranh con vật rất là phong phú. Như con vật biết bay, chúng ta có thể vẽ con bướm, con chim, con ong. Con vật dưới nước thì chúng ta có thể vẽ con cua, con cá, con rùa, vân vân. Con vật nuôi như là con chó, con mèo, con heo, con trâu, con gà, rất là gần gũi các bạn ha. Con vật ở trong rừng như con sư tử, con voi, con cọp. Như vậy cách vẽ như thế nào? Cô ha, quan sát để chúng ta biết cái cách vẽ là một cái công thức chung.
bất kỳ cái nội dung nào, cái đề tài nào chúng ta cũng có thể vẽ được hết. Thứ nhất, ở đây cô ví dụ minh họa cho các bạn. Bước 1, cô chọn nội dung đề tài. Và cô chọn nội dung tôi sẽ vẽ đó là vẽ con mẹ. Bước 2, hình ảnh chính. Ngay lập tức cô vẽ hình ảnh con mèo. Bước 3, vẽ ảnh phụ. Những cái hình ảnh phụ xung quanh để biết được con mèo nó đang ở đâu, làm gì. Tiếp tục là bước 4, vẽ màu. Tiếp theo cô sẽ minh họa cụ thể ha, để cho các bạn có thể hình dung và khắc sâu trước khi chúng ta thực hành. Hai, bước 1, tìm nội dung đề tài, xác định, vẽ tranh con mèo. Chúng ta sẽ đi đến bước 2, bắt đầu đặt bút vào giấy và vẽ ngay bản chính. Thân, đầu, mình, chân, đuôi, lỗ tai, đặc trưng của con mèo lỗ tai nó hình tam giác. Mắt, mũi, miệng, râu và một số chi tiết ở trên lưng và đuôi. Tiếp theo, vẽ hình ảnh phụ. Đường chân trời, cây cỏ hoa lá. Bước thứ tư, vẽ màu. Ngay lập tức, cô vẽ mảng chính trước hình ảnh con mèo. Sau đó là mảng hình ảnh phụ. Cuối cùng là màu nền. Các bạn thấy thế nào? Một lần cô nhắc lại các bước vẽ, gồm 4 bước. Tìm chọn một nội dung trong cái đề tài đó. Bước 2, vẽ hình ảnh chính. Bước 3, vẽ hình ảnh phụ. Bước 4, vẽ. Sau đây là đến thời gian chúng ta thực hành. Cô mời các bạn chúng ta chuẩn bị dụng cụ. Vẽ vào vở luyện tập lớp 2, tập 2 hoặc giấy A4. Còn nếu bạn nào có giấy A3 thì càng tốt, các bạn vẽ thật đẹp cho cô. Tô màu thật cho rực rỡ, hoàn thành xong bài. Rồi, phần dặn dò. Các bạn, sau khi vẽ xong, chúng ta chụp hình và gửi bài lại cho cô nha. Bài tập, các bạn làm thêm ở nhà. Chúng ta có thể dùng giấy và vẽ đề tài con vật, một con vật khác theo ý thích của mình. Các bạn chuẩn bị nội dung bài 26, vẽ con vật theo mẫu. Nội dung bài như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong buổi học kế tiếp nhé. Cảm ơn các bạn. Giờ học đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn buổi học kế tiếp. Xin chào.